Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Là chiến tranh. Đạo Phong thì thào nói: "Nhưng người cũng có thể bắt buộc Thanh Vân Tổ Sư ở lại." Tầm mắt của Đạo Phong nhìn thấy thân ảnh của Thanh Vân Tử. Lão vẫn còn đang trong đám người chiến đấu điên cuồng. "Đây là cuộc chiến của người, ta không ngăn được. Coi như mình không đồng ý, cũng chỉ có thể tôn trọng chọn lựa của lão. Giống như Thanh Vân Tử đã nói, mỗi người đều có chuyện mình nên làm. Dù cho là sư đồ tình thâm, cũng không có thể lựa chọn thay lão." Thiếu Dương ở bên kia, Lâm Tam Sinh cũng phát hiện Diệp Thiếu Dương đang cùng hữu quân đánh nhau kịch liệt, chỉ sang cho Đạo Phong: "Người tại sao còn chưa đi?" Đạo Phong hỏi Lâm Tam Sinh: "Thế còn ngươi thì sao?" "Ta tự có tính toán của ta, ngươi đi đi." Lâm Tam Sinh hết cách, đành phải bước qua Kinh Châu đỉnh. Đạo Phong phi thân lên, một đạo thanh ảnh tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thiếu Dương, gia nhập vòng chiến. Hữu quân mạnh lắm cũng không có khả năng lực chiến với Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Đối mặt với giáp công, lập tức liền thức thời rút lui. Đạo Phong bảo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ đứng ở trên đảo. "Không phải là muốn gia nhập chiến đấu sao?" "Cái này không phải là cuộc chiến của chúng ta, nhiều thêm một người cũng không thay đổi được kết quả." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn: "Vậy chúng ta làm gì? Cứ đứng nhìn xem sao?" "Đợi một chút nữa sẽ biết." "Mọi người còn lại đâu?" Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chỉ còn lại mình và Đạo Phong, liền giật nảy mình: "Đều đã đi rồi, ở lại đây cũng là chịu chết." "Vậy sư phụ đâu?" Đạo Phong ngẩng đầu nhìn bên trên mái vòm. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, kết quả không nhìn thấy sư phụ, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bị hút vào bên trong Kinh Châu đỉnh. Nhìn thần sắc của Đạo Phong buồn bã, đột nhiên ý thức được điều gì đó, toàn thân run rẩy, hai tay túm lấy cổ áo của Đạo Phong: Sư phụ cũng ở trên đó sao?" "Lúc ta đi đón người, e rằng người đã tiến vào trong luân hồi." Cái gì?" Hai chân của Diệp Thiếu Dương mềm nhũn, kém một chút nữa lại quát ầm lên: Tại sao người không ngăn người lại? Tại sao người lại để cho người đi chịu chết?" "Nếu như người của Liên Minh Chóc Quỷ cùng một chỗ chịu chết, người nguyện ý sống một mình sao?" "Coi như người muốn sống một mình, đó cũng là lựa chọn của người. Sư phụ có lựa chọn của sư phụ, ta có thể ép buộc được sao?" Trong tim của Diệp Thiếu Dương đau như dao cắt, chán nản buông hắn ra, ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, bóng người bay tới bay lui, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Thanh Vân Tử. Hắn hiểu được Thanh Vân Tử tại sao lại làm như vậy. Đến một bước này, đối với sinh tử, nhìn thấy đặc biệt là tầm thường. Lại nói Thanh Vân Tử đã sớm có tâm tư đi luân hồi, lúc vừa mới chết cũng muốn như vậy, chính là mình cưỡng ép giữ lão lại. Thanh Vân Tử mặc dù ở lại nhưng vẫn luôn luôn trong tâm muốn đi luân hồi. Đối với bất kỳ chuyện gì trong tam giới đều không còn hứng thú. Vất vả lắm mới tìm được nơi như tu la giới không tranh quyền thế, ẩn tu 20 năm. Hiện tại có lẽ đám tịnh thổ cuối cùng cũng không còn nữa. Lão phải cùng tồn vong với mọi người bước đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương đối với cái này hoàn toàn có thể hiểu. Chỉ là hắn khó chịu về sau sẽ không còn được thấy sư phụ nữa. Mà Thanh Châu đỉnh này, luân hồi chi lực trực tiếp thông thẳng tới lục đạo luân hồi, nhưng sau khi đi vào trong đó, một đầu nào ra chỉ là ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương lo lắng cho kết quả luân hồi của Thanh Vân Tử. Bất quá có thể tưởng tượng, Thanh Vân Tử khi còn sống kết thiện duyên, âm đức rất nhiều, có lẽ ở trong cõi u minh tự có sắp xếp sẽ có kết cục tốt. Không,
phải nói là sẽ có một khởi đầu tốt. Ngay sau đó hít một hơi, đứng lên, lau nước mắt. Người nói đi, bây giờ phải làm như thế nào? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe oành một tiếng là thủy triều đập lên vách đá, ầm ầm vang dội. Hai người nhìn lại, chỉ thấy ở trên một hòn đảo rộng lớn, sóng máu đã đập phá tan toàn bộ kết giới, ở phía trên xuyên thành một cái hố, máu loãng đổ vào, đem những chỗ thấp nhất của hòn đảo đều ngập. Máu loãng trút vào càng lúc càng nhiều, đạo bình chướng kết giới kia bị xuyên thủng, ngay sau đó sụp đổ. Tất cả những quần đảo của tu la giới đã hoàn toàn mất đi sự bảo hộ cuối cùng. Trong quá trình này, ở trên mái vòm, cuộc chiến cũng đã đến hồi kết. Hoặc là đã chết, hoặc là bị hút vào trong Thanh Châu Đỉnh, đi tới luân hồi. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong nội tâm đều kích động. Một trận chiến của tu la giới, chư thần toàn quân bị diệt. Bọn họ không thể chiến thắng được lực lượng tuyệt đối, nhưng bọn họ bảo vệ vinh quang của họ. Cái cảnh tượng thảm liệt, bi tráng này chắc chắn sẽ được lưu lại vĩnh viễn trong lịch sử. Vô Cực Quỷ Vương cuối cùng đã dọn tất cả đối thủ, thu lại Thanh Châu Đỉnh, thần sắc lặng im đứng ở giữa không trung. Những thủ hạ của hắn, âm binh của Thái Âm Sơn và Cương Thi, đem Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương đang đứng trên một hòn đảo cuối cùng bao vây. Nhưng không có ai tiến lên, không có mệnh lệnh, đang đứng im chờ đợi. Vô Cực Quỷ Vương quan sát hai người, thần sắc có chút bi thương. Vì sao lại đến một bước này? Sau đó quay đầu nhìn qua sóng máu đang rừng rực ở bên Minh Hà. Minh Hà lão tổ, ngươi còn chưa ra sao? Lời nói không lâu, sóng nước tụ lại, sau đó một cột nước bốc lên cao. Cột nước bắn lên cao ngang bằng với Vô Cực Quỷ Vương, sau đó đầu sóng tách ra, từ giữa đó đi ra một người. Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương không nhịn được, cũng ngẩng lên nhìn. Mặc dù người này là từ trong sóng máu đi ra, nhưng trên thân lại sạch sẽ vô cùng. Thời điểm nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương giật mình. So với trong tưởng tượng của hắn, Minh Hà lão tổ đã có chữ tổ thì giống như là những lão đầu ở trong cổ trang, giống như kiểu là Huyền Minh nhị lão hay là một lão đầu tà ác, đầu bạc râu bạc. Kết quả lại là một công tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Dáng đấp cũng không thể tính là soái lắm, nhưng khí khái vô cùng hào hùng. Nếu như mà muội tử nhìn thấy cũng rất ưa thích. Nhìn qua độ ngoài 30 tuổi, cách ăn mặc đại khái là từ thời Hán. Tóc dài, một sợi dây lụa màu đỏ buộc đằng sau. Cầm trong tay một thanh ngọc như ý, trên mặt đang mỉm cười, rất thần bí khó lường. Điểm duy nhất khác biệt là ở bên cạnh hắn có độ 10 cái huyết châu, lấy trung tâm là thân thể của hắn, theo một quy luật chậm rãi bay xung quanh, giống như là những vệ tinh đang bay quanh trái đất vậy. Chỉ là hình tượng này của hắn làm cho Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt. Nói Minh Hà lão tổ thì chả thấy đâu, kết quả là một công tử soái ca. Chúc mừng lão tổ. Vô Cực Quỷ Vương cũng từ trên xuống dưới nhìn hắn. Minh Hà lão tổ duỗi lưng một cái, tiếp đối với Vô Cực Quỷ Vương khom người. Đa tạ Quỷ Vương. Thế nào, được tự do người thấy thế nào? Đã sớm chờ ngày này. Minh Hà lão tổ biểu hiện rất ôn tồn lễ độ, nhưng trong thần sắc cũng không che giấu được vui sướng, giang hai cánh tay hấp thu linh khí bốn phía, khuôn mặt cực kỳ say mê. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tâm tình cũng rất phức tạp. Vô Cực Quỷ Vương dù sao cũng đã thành công, từ nay về sau địch nhân của mình lại có thêm một siêu cường giả hạng nhất. Chương 3417, Tu La Giới Hủy Diệt, phần 3. Ở trong cơn sóng máu không ngừng có những sinh linh bay lên, tất cả đều là những hình người dính đầy máu loãng, số lượng nhiều đến hàng vạn. Từng tên hoan hô cười lớn chúc mừng,
Bọn họ có tự do này cũng không dễ dàng. Cuối cùng toàn bộ quỳ sau lưng Minh Hà lão tổ mà đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng Thánh Tổ đã quay lại tam giới. Thánh Tổ công che thiên địa, nhất thống tam giới." Âm thanh ầm ầm như sóng triều vang dội. Nghe thấy bốn chữ nhất thống tam giới, bọn Tuyết Ma và Hữu Quân liếc nhìn nhau, có chút bận tâm, cũng có chút bất đắc dĩ. Minh Hà lão tổ khoát tay để cho thủ hạ im lặng, nhìn Vô Cực Quỷ Vương: "Quỷ Vương, ngươi muốn ta làm gì?" "Lão tổ, ngươi còn muốn nói như vậy sao?" "Không phải chứ, ngươi vốn không quen biết, ngươi tại sao lại tiếp cứu ta? Không lẽ là Quỷ Vương thiện tâm phát tác sao?" Vô Cực Quỷ Vương hướng hắn cười cười: "Ta và ngươi sau này sẽ còn chung đường, bây giờ nói như vậy không phải là quá sớm sao?" Minh Hà lão tổ còn chưa mở miệng, đột nhiên một người từ sau lưng Vô Cực Quỷ Vương đi tới, chắp tay hành lễ với Minh Hà lão tổ: "Chúc mừng lão tổ, ngươi là ai?" Minh Hà lão tổ lấy thái độ bề trên mà đánh giá: "Ta tên là Mộ Hàn, là linh giới Thiên Khí Sơn Thi Vương. Ta khống chế Thiên Khí Sơn Thi tộc. Quỷ Vương có được Thái Âm Sơn, thậm chí toàn bộ quỷ vực. Mà lão tổ ngươi là Minh Hà huyết tộc Chi Vương. Ba người chúng ta liên thủ, tam giới coi như nằm trong lòng bàn tay." Hắn nói dõng dạc, nhưng Minh Hà lão tổ tựa như không có bị đả động gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rời xuống nhìn vào trên mặt Đạo Phong: "Ta nhớ ngươi, nếu không phải ngươi, lần trước ta có thể xông ra mở phong ấn. Thế nhưng ta không trách ngươi." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ ta đã đi ra, tam giới cuối cùng cũng sẽ là của ta. Ngươi có thể có pháp lực tung hoành tam giới, vì sao còn không có đầu nhập là môn hạ của ta, cùng hưởng xuân thu vĩnh hằng?" "Này, ngươi dẹp đi. Đến bộ dáng như ngươi, liên minh chóc quỷ của ta cũng không cần ngươi làm đầu bếp đâu." Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng, nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Minh Hà lão tổ này hiện nhiên là vừa mới xuất sơn, đối với giá cả thị trường cũng không hiểu rõ, tìm ai không tốt lại muốn hợp nhất Đạo Phong. Đến cả Vô Cực Quỷ Vương còn không dám có ý nghĩ này. "Lại nói, ngươi nói cái mẹ gì mà thống nhất tam giới? Ngươi đã hỏi qua vị bên cạnh ngươi chưa?" Diệp Thiếu Dương lại hướng về Vô Cực Quỷ Vương mà nói: "Còn ngươi, ngươi nghe thấy chưa? Mục tiêu của người ta là muốn thống nhất tam giới. Ngươi không có chuyện gì?" "Không phải vậy, hai các ngươi thương lượng một chút đi. Ai làm lão đại, ai làm lão nhị vậy, để ta còn biết đường gọi." Vô Cực Quỷ Vương biết hắn đang châm chọc, không để ý hỏi Đạo Phong: "Các ngươi vì sao còn không đi? Chỉ còn lại hai người các ngươi, chẳng lẽ có thể nghịch thiên được sao?" Minh Hà lão tổ nói: "Bọn họ không đi, tự nhiên là muốn nói điều kiện, cho nên ta mới hỏi." Vô Cực Quỷ Vương đáp: "Ngươi vừa mới xuất sơn, không hiểu tình huống. Hai người này là hai khối xương khó gặm nhất trong tam giới. Mặc dù nước Hoàng Hà chảy ngược, cũng không thể nào hợp tác với bọn họ." Nói xong, nàng hướng Đạo Phong: "Cho nên ta muốn biết ngươi vì sao lại ở lại." "Là ta muốn đưa cho ngươi một món lễ vật lớn, ngươi có muốn thấy hay không?" Vô Cực Kỷ Vương chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn thấu ý nghĩ của hắn. "Nếu như ngươi chết, sẽ là lễ vật lớn nhất đối với ta đó." "Phần đại lễ này tuyệt đối so với ta quan trọng." Đạo Phong vỗ vỗ Kinh Châu Đỉnh bên cạnh: "Ngươi có muốn không?" Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà lão tổ tầm mắt đều rơi vào trên Kinh Châu Đỉnh, một trong cửu đỉnh thiên hạ thần khí, ai mà không muốn. Đừng nói chi là Vô Cực Quỷ Vương trước đây không lâu vừa luyện hóa được Thanh Châu Đỉnh, thu hoạch được luân hồi chi lực, lại càng thêm nếm ngon ngọt. Nàng không phát động đại chiến nhằm vào tu la giới cũng chưa chắc không phải là có muốn cướp Kinh Châu Đỉnh hay sao. Lúc này nàng mới cười nói:
toàn bộ tu la giới đã hủy diệt. Kinh Châu Đỉnh là vật trong túi của ta, cần ngươi dâng lên sao? Vậy ngươi đến mà lấy. Đạo Phong hai tay ôm Kinh Châu Đỉnh, trực tiếp nâng lên. Đại đỉnh trong tay của hắn thu nhỏ lại, đơn giản điều khiển. Toàn bộ là nhờ tu vi của hắn thâm hậu. Hắn bay thẳng lên, xông ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc rồi cũng đuổi theo. Âm binh ở bên ngoài lập tức vây quanh, nhưng làm sao mà chống đỡ được hai người bọn họ liên thủ. Liên cả bóng người cũng chưa có chạm được mà đã chết một mảng lớn. Hai người lao ra khỏi vòng vây, tốc độ cao nhất mà chạy như bay. Đi đâu đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hắn đem thi triển ra lăng không bộ đến cực hạn mới miễn cưỡng đuổi theo được Đạo Phong. Nơi này không chỉ có một lối ra, đến vô lượng giới. Ê, đi đâu làm sao? Nơi đó không phải là cũng bị Quỷ Vương khống chế sao? Theo ta là được, đừng có nói nhảm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Vô Cực Quỷ Vương đã đuổi theo, đằng sau còn có Minh Hà Lão Tổ. Bọn họ đuổi tới đó, là tự mình đuổi tới đó. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Ta biết, ta chính là muốn bọn họ đuổi theo đó. Kết quả, vọt lên không bao xa, đột nhiên một đạo lôi quang màu vàng phóng lên tận trời, đem chặn hai người lại. Nhưng sau khi có lôi minh, kim quang cũng không biến mất, lại không ngừng có lôi điện hiện lên. Vô số đạo lôi quang chồng lên nhau, nhìn qua giống như là những nhánh cây đan xen chẳng chịt, đem hai vị lão đại khóa ở giữa. Nhưng thực lực của hai người này là ai chứ? Trong nháy mắt, liền phá nát tất cả những trói buộc. Những lôi điện màu vàng toàn bộ như những băng trụ đứt gãy rơi xuống đất ầm ầm. Hai vị lão đại lại một lần nữa đứng dậy đuổi theo, nhưng qua một đoạn trì hoãn, khoảng cách của song phương lập tức tách ra không ít. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lôi điện màu vàng này không biết là pháp thuật gì, thế nhưng hiển nhiên là Đạo Phong đã sớm bố trí. Nguyên lai hắn đã sớm tính toán. Ê, chúng ta đến cùng là muốn làm gì? Bảo vệ Kinh Châu Đỉnh. Đạo Phong nói. Cái đỉnh này ta muốn. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc. Vậy sao, vì sao trước đó ngươi không thừa dịp loạn đem nó mang đi? Nói xong, không chờ Đạo Phong trả lời, hắn liền hiểu. Kinh Châu Đỉnh là đường thông không gian lớn nhất của tu la giới. Trước đó đoàn người bị vây ở trên đảo cần phải dùng đến để đào tẩu, nhưng dù sao vẫn phải để lại một người. Nếu không, Kinh Châu Đỉnh còn ở đây không khác nào đưa cho Vô Cực Quỷ Vương, cho nên Đạo Phong mới ở lại. Nhưng mà chúng ta như thế này chạy đi đâu? Bọn họ nhất định sẽ đuổi theo không bỏ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra một ý. Hay là chúng ta mang theo cái đại đỉnh này đi vào trong Sơn Hà xã tắc đồ? Như thế thì vậy là của người ta rồi. Đem hình cuốn một cái, đời này chúng ta sẽ không ra được. Ấy, vậy thì chúng ta đi đâu? Đạo Phong phiền chết, dứt khoát im miệng không thèm để ý tới hắn. Cuối cùng đến bên một con suối, Đạo Phong đâm thẳng đầu vào, Diệp Thiếu Dương cũng lao theo. Sau khi đi vào, tự nhiên có một luồng hấp lực dẫn họ bay về phía trước. Rất nhanh, đôi mắt tỏa sáng, từ chỗ giếng nước ở bên trong hiện ra. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh là bầu trời có tia sáng màu da cam chiếu vào rừng núi, có một loại giống như là cánh đồng bát ngát của mùa thu. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền biết đây là vô lượng giới, vội hỏi Đạo Phong. Bây giờ đi đâu? Nếu như cứ chạy, dù cho chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi theo đó. Chương 3418 Tịch Diệt phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền biết nơi đây là vô lượng giới. Có một chỗ có thể thoát khỏi bọn họ. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Đạo Phong đã tiếp tục cầm lấy cái đỉnh mà chạy, để phải bọn đằng sau tiếp tục đuổi. Đi xuyên qua pháp giác tự, đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới đi qua con đường này, lập tức hiểu được. Quả nhiên không bao lâu, bọn hắn đã tới đầu kia quen thuộc. Sau khi đi vào, đã đến vô sắc thiên của linh giới và thái hư hóa cảnh. Đích thực, tựa hồ như nơi này có thể ngăn cản hai vị siêu cấp lão đại kia. Hai người bắt đầu chạy tới phương hướng của Tu Di Sơn. Quay đầu lại, quả nhiên Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ đang đuổi tới. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Kinh Châu Đỉnh đối với bọn họ quan trọng như vậy sao? Đuổi theo như vậy mà còn không tha. Là rất quan trọng. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn để cho ta có được.
Diệp Thiếu Dương lập tức hốt hoảng. Vô Cực Quỷ Vương đã tự tế luyện được Thanh Châu Đỉnh, lại thu hoạch được luân hồi chi lực. Nàng lo lắng Kinh Châu Đỉnh rơi vào trong tay Đạo Phong cũng sẽ để cho hắn như hổ mọc thêm cánh, càng thêm khó đối phó. Tới gần Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương lúc trước đã kinh lịch một màn kia lại xuất hiện. Những chư thần cường đại tồn tại trong những cơn sóng ập tới. Ở nơi này, đến cả Đạo Phong cũng không gánh nổi. Hai người tựa chung một chỗ, khó khăn đi lên phía trước. Còn muốn như thế nào đây? Đi thẳng lên trên núi sao? Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Chúng ta không thể lên núi. Ta đã thử qua, căn bản là không chịu được. Đoán chừng là ngươi cũng không chịu được. Tại sao cần phải lên núi? Đạo Phong có vẻ không quan tâm hỏi. Ở cái gì? Nơi này sương mù mịt mùng, ở phía trước sương mù càng dày đặc, đi vào có thể ẩn giấu được thân hình. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không thể xông qua. Chúng ta có thể vây quanh đi một đường khác, sau đó quay lại nhân gian. Thì ra đây mới là kế hoạch của hắn, nghe rất không tệ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Vạn nhất bọn họ đuổi đến nhân gian thì sao? Vậy chúng ta tìm tiếp địa phương khác lẩn trốn. Đạo Phong lại nói. Ngươi yên tâm, Vô Cực Quỷ Vương bây giờ có đến nhân gian cũng không dám khai chiến đối với các ngươi. Nàng có điều cố kỵ của nàng. Sự tình nhân thần quan chưa được giải quyết, nàng sẽ không thể nào toàn diện khai chiến. Lại nói, nàng cùng trượng phu cũng phải cần rèn luyện đó. Trượng phu là Minh Hà Lão Tổ. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ngươi đừng có nói như vậy được không? Dù sao nàng cũng mang bộ dáng của Lãnh Ngọc. Ta vừa nhìn thấy nàng liền có chút cảm giác. Ta không biết nói như thế nào nữa. Diệp Thiếu Dương ra sức đánh vỡ một đợt sóng lớn. Đương nhiên, hiện tại Lãnh Ngọc đã thật sự ở bên cạnh ta, đã ổn lắm rồi. Đạo Phong miệng ngập ngừng. Vừa vặn một cơn sóng đánh tới, hắn cũng không nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện Vô Cực Quỷ Vương cũng đang chậm chạp di chuyển giữa biển mây, ứng phó từng đợt sóng lớn. Minh Hà Lão Tổ ở sau lưng, cách nàng một đoạn không xa, tình hình cũng như vậy. Diệp Thiếu Dương liền an tâm, quay đầu hô lên. Này, ta còn tưởng ngươi là vô địch chứ. Vô Cực Quỷ Vương nghiêng đầu, liếc hắn. Các người cũng không chạy khỏi đâu. Thử một chút xem. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Thiếu Dương quan sát, phát hiện mặc dù là hai người, nhưng mỗi một lần sóng đánh tới cũng là hai cơn, cho nên là rất công bằng. Trước đó, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ mang theo nhiều người cùng lên Tu Di Sơn. Đến lúc tất cả nhân lực đều cùng chia sẻ sẽ giảm bớt độ khó. Hiện tại xem ra ý tưởng này coi như cũng bỏ đi. Nghĩ lại như vậy cũng tốt. Nếu như để cho Vô Cực Quỷ Vương kéo tất cả thủ hạ đến, chẳng phải càng dễ dàng đi lên Tu Di Sơn sao? Lần này hai người đi đến chân núi. Ở nơi này sương mù dày đặc, trùng điệp. Ngoại trừ phía đối diện trên núi có ánh sáng, có thể nhìn thấy sơn ảnh, tất cả đều mù mịt. Được rồi, Đạo Phong nói. Không thể, cũng không chịu nổi nữa rồi. Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực. Hắn thực sự rất nhanh đã đến cực hạn. Hai người bắt đầu di chuyển về phía bên trái. Sóng lớn ở bên người cũng đuổi theo. Tóm lại là thế công ở khắp mọi nơi. Cũng may diện tích của Tu Di Sơn cực kỳ lớn. Chỉ có hai truy binh mà nói coi như là hai người này nhìn thấu kế hoạch của bọn họ. Cơ bản là cũng không có cách nào. Bất quá để cho ổn thỏa, Đạo Phong vẫn đem Kinh Châu Đỉnh giao cho Diệp Thiếu Dương. Sau đó mình sử dụng pháp thuật huyễn hóa ra một cái đỉnh giống như đúc, vác lên trên vai đi trước. Vạn nhất bị Vô Cực Quỷ Vương phát hiện cũng có thể để cho hắn rời đi. Kinh Châu Đỉnh tới tay, toàn thân lạnh buốt, rót pháp lực vào có một cảm giác kỳ quái, giống như trong ngực ôm không phải là đại đỉnh mà là một luồng sức mạnh thần bí để cho người ta không nhìn thấu. Loại cảm giác này giống như là ở bên trong phong bế một sinh vật nhỏ, có thể nhìn thấy nhưng mãi mãi không rõ. Điều quan trọng nhất là chiếc đỉnh lớn này ở trong ngực lại không cảm giác nặng một chút nào, chỉ ít nhất to bằng nắm tay, làm phép không thay đổi. Diệp Thiếu Dương kém một chút nữa bị một đạo sóng lớn hóa thân là Lữ Thuần Dương lật tung đi. Lữ Tổ, người thật sự muốn đòi mạng sao? Diệp Thiếu Dương chửi bậy một câu, tranh thủ thời gian cách xa Tu Di Sơn một chút, lực công kích cũng giảm đi một tí.
Nhờ chờ đến khi có thể thấy rõ thời điểm bốn phía, hắn không thấy Vô Cực Quỷ Vương hoặc Minh Hà Lão Tổ đâu. Đạo Phong cũng không thấy, tranh thủ thời gian bay rời khỏi nơi này. Sau một khoảng thời gian ngắn, về đến Vô Lượng Giới. Hắn lo lắng Vô Cực Quỷ Vương tại Thông Tới Quỷ Vực đang chờ đợi mình. Vậy là đầu kia đã bị Tử Văn Trường đưa qua mật đạo, cuối cùng về đến Quỷ Vực, đến phụ cận Phong Đô Thành. Ở trên Phong Đô Thành có mấy tên tà vật đang cầm liêm đao đi tuần hành khắp nơi. Cả tòa thành đầy âm u tử khí. Sau đó Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, mình cái này dùng từ có vấn đề. Lúc đầu Phong Đô Thành là đô thành của âm ti, là địa phương của linh hồn. Coi như không bị Thái Âm Sơn khống chế thì cũng tử khí nặng nề. Kỳ thật điều mình muốn diễn đạt chính là, tốt nhất là cũng không tìm được từ nào mà diễn đạt. Diệp Thiếu Dương quanh co đi lên, cách xa Phong Đô Thành, sau đó mở ra hư không, xuyên đến nhân gian. Vừa đến nhân gian đột nhiên cảm giác hai tay nặng ngàn cân, nhất thời không đề phòng, trực tiếp bị té lăn trên đất. Ở trong tay Kinh Châu Đỉnh kia, trong nháy mắt trở lại nhân gian, lại khôi phục lại trọng lượng bình thường, loảng xoảng rơi xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương nhìn quái vật khổng lồ này, phi thường may mắn lúc mình mới đến không có đem Kinh Châu Đỉnh vác lên vai, nếu không sẽ trực tiếp bị đè chết. Vậy mình đại khái từ trước tới nay là một pháp sư chết một cách ủy khuất nhất. Nghĩ đến chết, Diệp Thiếu Dương lại nhớ tới Tiểu Mã và sư phụ, không khỏi buồn rầu. Một lần chiến đấu đã mất đi hai người thân nhất. Đây là bất ngờ mà trước đó Diệp Thiếu Dương cũng không thể ngờ tới. Không riêng gì như vậy, lần chiến đấu này kết quả cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Tu La Giới tồn tại ngàn vạn năm, như vậy mà cũng không còn. Chuẩn Đề Đạo Nhân, Lôi Chấn Tử, Hoàng Long Động Chủ, Bạch Tố Trinh, trên trăm cường giả tu hành trong một trận chiến này đều mất giáo. Đơn giản làm cho người ta kinh hãi cực điểm. Trước đó là Hiên Viên Sơn, bây giờ là Tu La Giới. Hai thánh cảnh ngoài vòng giáo hóa liên tiếp bị luân hãm. Kế tiếp sẽ là nơi nào đây? Chương 3419, Tịch Diệt, phần 2. Bây giờ Minh Hà Lão Tổ cũng đã xuất thế. Có thể nói một trận chiến này Thái Âm Sơn hoàn toàn đại thắng. Đây đại khái chính là từ lúc xuất đạo đến nay đã trải qua chiến đấu thê thảm nhất. Mặc dù mình không phải là nhân vật chính, nhưng nội tâm của Diệp Thiếu Dương từ sâu trong đó vẫn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Một mình hắn ngồi dưới đất hơn nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy, thăm dò cảnh vật ở xung quanh. Đây là Thiên Môn Sơn, Tàng Kinh Các. Mình từ trước tới giờ khi tiến vào Tu La Giới, mặc dù đi một vòng quanh quỷ vực trở về, tự nhiên là cũng xuất hiện ở địa phương cuối cùng của nhân gian. Đây chính là cơ chế cố định của tam giới, luôn luôn để cho người ta ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, thế nhưng không phải là tạo thành hỗn loạn. Bất quá Tàng Kinh Các hiện tại không có bất kỳ ai cả. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, nàng vẫn còn đang ở chờ ở dưới núi. Sau khi nghe điện thoại không bao lâu liền lên trên núi. Nàng vẫn luôn ở dưới chân núi khẩn trương chờ đợi, đối với sự tình cũng không hề biết gì. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng chấn động, bi thương. Nàng ôm lấy Diệp Thiếu Dương an ủi. Về sau Đạo Phong cũng tới, các thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ cũng tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch vì lúc trước chắn giữ lại miệng của Thanh Châu Đỉnh, chịu áp lực rất lớn, thân thể bị xé toạc, bị thương rất nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ cho vào trong Âm Dương Kính để tu luyện. Trước tiên tìm một nơi nói chuyện. Được rồi Thiếu Dương, ngươi gọi cho Khúc Ba bảo hắn tìm một chỗ, hay là để Hòa Thượng liên hệ đi. Tứ Bảo cũng gọi điện cho Khúc Ba, sau đó nói với mọi người ở dưới Thiên Môn Sơn đã an bài đầy đủ. Bọn họ đều hưởng ứng lời triệu hoán của pháp thuật công hội, riêng phần môn phái của mình chạy tới. Bởi vì từ nhân gian đến Tu La Giới chỉ có một cửa vào qua Thiên Môn Sơn này, bọn họ sau khi đi ra cũng không có lập tức đi ồ ạt. Đến một lần, thừa dịp tất cả mọi người ở đây triệu tập triển khai cuộc họp thảo luận tương lai. Thứ hai là cũng không có ít người bị thương cần phải ở đây để tu dưỡng lại. Khúc Bà đang bận rộn vấn đề này, bất quá hắn rất nhanh đem sự tình giao cho người khác
Qua đây gặp mọi người, Tô Khâm Trương cùng với Trần Hiểu Húc ở trên núi đều bị Khúc Ba gọi tới. Bọn họ đi đến sau núi ở trong một khu rừng trúc. Có một tiểu viện là bọn họ đã sắp xếp. Sau khi vào trong nhà, Diệp Thiếu Dương đeo lên một cái mặt nạ, lấy thân phận cùng với Khúc Ba gặp mặt. Khúc Ba nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thật sự, liền kích động, lệ nóng khoanh tròn, nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, âm thanh nghẹn ngào. Trưởng môn, người đã về. Ta yên tâm rồi, về sau có người ở đây chúng ta không sợ gì nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đừng có nói như vậy, thực lực của ta cũng có hạn. Nhiều chuyện như vậy, trận đại chiến này ngươi nhìn đó, ta cũng đâu có tác dụng gì đâu. Không, trận đại chiến này không thể trách người được, cũng không thể trách mọi người là đối thủ quá mạnh. Nhưng trưởng môn, người là đệ nhất pháp sư của nhân gian, có người cầm lái, pháp thuật giới là có hy vọng. 17 năm trước thiên kiếp giáng lâm, tất cả mọi người trong pháp thuật giới đều nghĩ rằng đã thất bại, để cho quỷ vương nhất thống tam giới. Kết quả là không phải là cũng bị chúng ta đánh bại sao? Trưởng môn, người vất vả rồi, 17 năm chúng ta vẫn một mực chờ người trở về. Vừa nói đến đây lại kích động khóc òa lên. Diệp Thiếu Dương cũng phải khuyên hắn, dặn hắn tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai tin tức mình trở về. Khúc Ba đối với cái này cũng không hiểu. Trong lòng hắn là Diệp Thiếu Dương vung tay, sau đó sẽ nhất thống pháp thuật giới. Tình cảnh năm đó là như vậy, bây giờ vẫn cũng sẽ như vậy. Diệp Thiếu Dương nói nguyên nhân với hắn cũng là thuyết phục hắn. Còn nữa, đừng có gọi ta là trưởng môn. Hiện giờ ngươi là trưởng môn của Thiên Môn Sơn. Ngươi đừng có nói gì cả, không phải là ta khách khí với ngươi. Ngươi cứ tiếp tục làm việc trưởng môn của ngươi. Ta hiện tại không muốn thân phận gì cả. Ta là trưởng môn Mao Sơn, còn không cần đây. Tiểu Tô, cũng đừng nói chuyện gì cả. Hai người các ngươi cứ tiếp tục làm trưởng môn. Có chuyện gì cứ gọi ta là được. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ta cũng không có tâm tình rông dài với các ngươi. Để cho ta yên lặng một chút. Tô Khâm Trương nhớ tới Thanh Vân Tử đã không còn nữa, lập tức cũng òa khóc. Trần Hiểu Húc thần sắc cũng rất đau thương, ngồi một bên. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái. Ngươi khổ sở sao? Con mặc dù cùng Thái Sư Tổ không quen, nhưng dù sao cũng là tiên tổ. Con thật sự cũng rất là khó chịu. Cho nên bây giờ Vô Cực Quỷ Vương ở trước mặt ngươi, ngươi có muốn giết hắn hay không? Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều tập trung lên Trần Hiểu Húc. Hắn từ trước tới giờ có nguyên tắc là không có sát sinh, nhưng bây giờ thậm chí nguyên tắc này đã truyền ra khắp pháp thuật giới. Đối với cái này thật sự là rất hiếu kỳ. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, trầm mặc nửa ngày mới nói: Lễ giết chóc, ngăn giết chóc không phải là nguyên tắc của con. Tứ Bảo nghe vậy khó chịu. Ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết nhiều người hơn. Nếu như mà lấy giết chóc, ngăn giết chóc, như thế thì cũng là sai lầm hay sao? Vậy còn có thể siêu độ hắn hoặc là trấn áp hắn, không nhất thiết phải giết hắn. Trần Hiểu Húc nói. Còn không có nói là sai, chỉ là đạo của chúng ta mỗi người khác nhau. Tựa như là tăng nhân không ăn thịt, nhưng cũng không có cho người khác không ăn thịt đâu. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Đừng có nói với ta nhiều như vậy. Đại đạo lý, ngươi cứ nói đi. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương ở trong tay ngươi, ngươi có giết hắn hay không? Trần Hiểu Húc có chút khiếp đảm nhìn qua, thế rồi vẫn lắc đầu. Lúc này khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương bắt đầu trầm xuống. Từ trên người của hắn tỏa ra một luồng sát khí. Được, ngươi là thánh nhân, vậy ngươi cút sang một bên cho ta. Về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi không còn là đệ tử của Huyền Thanh Sơn nữa. Trần Hiểu Húc nghe vậy liền chắp tay. Đệ tử đã nhận qua tam quy ngũ giới, suốt đời này đều là đệ tử của Huyền Thanh Sơn. Ta nói ngươi không phải thì là ngươi không phải. Trần Hiểu Húc chắp tay. Sư tổ cũng không phải là trưởng giáo. Nếu như muốn khai trừ danh tịch của đệ tử, cần phải trưởng môn tự mình viết hạ cáo mệnh. Ở bên trên có tam thanh cùng liệt vị tổ sư ra mới có thể thực hiện được. Còn mẹ nó, ngươi thật sự là đầu sắt. Tiểu Tô, ngươi là trưởng môn, ngươi hạ lệnh cho ta, đem tiểu tử này trục xuất ra khỏi môn phái cho ta. Diệp Thiếu Dương bừng bừng nổi giận. Sư huynh nguôi giận. Tô Khâm Trương hung hăng đạp Trần Hiểu Húc một cước.
Người đó, cái đứa nhỏ này tại sao lại cứng đầu như vậy? Sư tổ người nói chuyện, người vẫn còn cứng đầu là sao? Sư tổ đã nói, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người, ta vẫn cứ một đường đi tới. Dù cho sư tổ không vui, con vẫn kiên trì với đạo của con. Tô Khâm Trương im lặng. Ai, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Sợ bọn họ xung đột dữ dội, vội đẩy hắn ra, sau đó lại cười gượng, khuyên Diệp Thiếu Dương bớt giận. Nhuế Lễ Ngọc nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, khẽ nói. Nào, không phải là chàng có thấy nó giống như lúc thời niên thiếu của chàng đó. Đương nhiên, bây giờ chàng cũng không có già. Như như cái rắm ạ, ta đâu có giỏ hơi như hắn đâu. Nói xong, Tô Khâm Trương thở dài một chút. Diệp Thiếu Dương quay sang Tô Khâm Trương. Người đó một mực cứ nói đỡ cho hắn, hắn ra cái bộ dáng ngày hôm nay cũng không hẳn là thoát khỏi trách nhiệm của ngươi đâu. Tô Khâm Trương cúi đầu không nói gì cả. Nhuế Lễ Ngọc nói, Tiểu Tô, ngươi không tìm hiểu tình huống. Thiếu Dương làm như vậy không chỉ riêng hắn tức giận, mà là một loại lịch luyện buộc hắn phải trưởng thành. Hắn một khi bị trục xuất khỏi môn phái, hắn mất đi thân phận, hẳn là sẽ rõ rất nhiều chân tướng. Ngươi cũng sẽ hiểu được, hắn sẽ phải trưởng thành nhanh lên. Ngươi thật sự cho rằng sư huynh của ngươi chuyên quyền độc đoán đến như vậy sao? Chương 3420 Tịch Diệt phần 3. Như vậy ta... Tô Khâm Trương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu trầm giọng, để đi tuyên bố đi, khai trừ hắn khỏi môn phái. Nhất thời còn có thể nghĩ đến hắn sẽ còn sai phạm nhiều thứ đằng sau nữa. Vậy chuộc cho hắn cái tội chống đối sư trưởng, không phục tùng mệnh lệnh, như vậy đã đủ chưa? Đạo Phong đi tới nói. Đúng vậy, dù sao hắn cũng hiểu mà. Tô Khâm Trương gãi gãi đầu. Sư huynh, thật sự, thôi được rồi, để đệ quay về sư môn vậy. Không cần quay về, thừa dịp có nhiều người ở đây, ngươi đi tuyên bố luôn đi. Cứ như vậy đi, mọi người cũng biết rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Còn chưa rõ sao, muốn tất cả mọi người biết, để cho hắn cảm thụ là lòng người lạnh lẽo, sẽ bị đuổi khỏi tông môn, mang đến cho hắn toàn bộ những chỗ tốt mất đi, để xem còn có ai coi trọng hắn hay không. Tô Khâm Trương đi ra ngoài. Ai, tức chết ta mà. Tô Khâm Trương sau khi đi, Diệp Thiếu Dương cũng lẩu bầu, ném chén trà trên tay đập choang xuống một cái. Đúng là cũng tức chết ta mà. Ngẫm lại, đây không phải là tác phong của mình, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng làm qua như vậy. Nhuế Lễ Ngọc nắm lấy cánh tay của hắn. Nào, chàng nguôi giận, đứa nhỏ hiểu húc này thiên phú cực cao, nó sẽ không làm sao đâu. Ta tức giận chính là như vậy đó. Thiên phú này của nó tương lai nhất định có thể làm thành đại sự, vừa vặn có thể kế thừa truyền thống của môn phái. Nhưng mà ai ngờ hắn là một đạo sĩ mà lại học tập hòa thượng, bộ dáng không có sát sinh, đơn giản là bỏ phí thiên phú của nó đó. Tứ Bảo ngoảnh đầu sang. Này, ai nói hòa thượng thì không sát sinh nào? Lâm Tam Sinh cũng nói. Bây giờ nói vào chính sự đi, ta còn phải quay về không giới bố trí phòng ngự. Tiểu Mã đã chết, để cho mọi người trong lòng đau thương. Bất quá tinh phách của hắn cũng không tiêu tan, không biết là bay đi đâu. Bây giờ dựa theo bản án, có lẽ hắn sẽ leo lên phong thần bảng. Không ai có thể xác định chuyện này, càng không biết phong thần bảng kia ở đâu. Bất quá chuyện này đối với mọi người, tâm tình bi thương cũng có một chút an ủi. Chỉ ít thần hồn của Tiểu Mã vẫn có khả năng tồn tại, tương lai nói không chừng lại có thể có một lần nữa được nhìn thấy hắn. Nếu như phong thần bảng thực sự là tồn tại, ta nghĩ chỉ có thể ở một chỗ. Nhuế Lê Ngọc nhìn qua mọi người nói. Không đợi nàng nói, Lâm Tam Sinh đã cướp lời. Ở Tu Di Sơn. Nhớ Lẽ Ngọc gật đầu. Tam giới mặc dù rộng lớn, nhưng chỉ có nơi đó là không ai đặt chân tới. Nếu không, mặc dù ở đâu, trăm ngàn năm qua không có khả năng là không ai phát hiện, chỉ ít là cũng phải có một chút tin tức chứ. Mọi người nhìn nhau,
Diệp Thiếu Dương nói, bất kể nó như thế nào đi nữa, chỉ ít còn có thể có một hồi hy vọng. Một ngày nào đó ta sẽ lên Tu Di Sơn xem. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thở dài. Những cái khác không nói, thảo luận bước kế tiếp như thế nào đi. Bây giờ Vô Cực Quỷ Vương đã tế luyện thành công Thanh Châu Đỉnh, Minh Hà Lão Tổ cũng được tự do. Bọn hắn ở bên này lại mất đi nhiều cường giả của Tu La Giới như vậy, cục diện làm cho mọi người tâm tình ngưng trọng. Loại thảo luận này đương nhiên là Lâm Tam Sinh chủ trì. Hắn cho rằng trước mắt Vô Cực Quỷ Vương chắc chắn sẽ không có tấn công nhân gian. Thông qua hành động mấy tháng gần đây, hắn phán đoán kế hoạch của Vô Cực Quỷ Vương có thể uy hiếp đánh tan từng thế lực một, sau đó triệt để tiêu trừ. Nói trắng ra là nàng đối với chư thần của Tu Di Sơn cũng có chút kiêng kỵ, mà trước mắt nhân gian đối với nàng không có uy hiếp gì, cho nên mục tiêu kế tiếp của nàng hẳn chính là không giới. Vậy chúng ta đều qua đó bắt đầu bố trí phòng ngự đi, sau đó tử thủ ở đó. Qua qua đề nghị, Lâm Tam Sinh khoát tay. Nếu như Thái Âm Sơn cùng Minh Hà liên thủ, lại thêm cả đại quân thi tộc, không giới căn bản là không có thủ được, không cần suy nghĩ. Nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy chứ. Chúng ta còn có thời gian. Vừa hai hành động lần này, Thái Âm Sơn cũng tổn thất nhiều binh lực, đại quân thi tộc cơ hồ cũng bị phá hủy. Bọn họ cần thời gian để khôi phục lại nguyên khí, không thể nào tùy tiện đến không giới. Thứ hai, Minh Hà Lão Tổ đi tới đối với chúng ta lại có thể là chuyện tốt đó. Ấy, như thế là thế nào? Tại sao có hắn lại là chuyện tốt? Tứ Bảo không hiểu. Diệp Thiếu Dương tiếp lời. Trước mắt có lẽ là chuyện tốt, bởi vì Minh Hà Lão Tổ khẩu vị rất lớn. Hắn muốn chính là nhất thống tam giới. Ta chính tài nghe. Vậy thì không phải hay sao? Hắn muốn nhất thống tam giới, vậy còn Vô Cực Quỷ Vương thì sao? Lâm Tam Sinh nói. Đúng vậy, Quỷ Vương thả ra một cường giả cực mạnh để giúp đỡ, nhưng là giúp đỡ lại cũng chính là đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể là địch nhân sau này. Tứ Bảo nói. Nếu như mà hai người ước định phân chia thiên hạ thì sao? Lâm Tam Sinh cười cười. Ngươi cho rằng đây là huynh đệ trong gia đình chia tài sản sao? Mỗi người một nửa sao? Các người đều không phải là kẻ ngu, đều biết đối phương cũng không có hào phóng như vậy, cho nên nhất định là phải có một người từ bỏ. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Ta cũng không rõ, nếu như Quỷ Vương tại sao lại đem Minh Hà Lão Tổ thả ra để làm tăng độ khó cho mình là sao? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một chút. Vậy nên ta mới đoán, hoặc là Quỷ Vương có biện pháp thuyết phục Minh Hà Lão Tổ để cho hắn từ bỏ dự định thống nhất tam giới. Vậy người ta không làm thì sao? Quỷ Vương nhất định có biện pháp bảo hắn nghe lời. Lâm Tam Sinh lại nói. Với mưu lược của Quỷ Vương, chúng ta có thể nghĩ đến những thứ này. Nàng trước đó khẳng định cũng nghĩ đến. Nếu như đem Minh Hà Lão Tổ phóng xuất ra, chứng minh nàng cũng có tính toán nắm chắc vài phần. Tứ Bảo nói. Quỷ Vương hiện tại nắm trong tay luân hồi chi lực, nghĩ nếu như muốn thắng Minh Hà Lão Tổ thì chắc chắn là có thể hơn một bậc đó. Lâm Tam Sinh khoát khoát tay. Chúng ta cũng không quan tâm hộ Quỷ Vương được. Nói chuyện trước mắt, chúng ta còn một chút thời gian cuối cùng, nhất định là phải tìm biện pháp thắng được Quỷ Vương. Ta trước đây đã cẩn thận suy nghĩ, có thể hy vọng là Đạo Phong, một người nữa là Diệp Thiếu Dương. Các người nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, mặc dù ta biết là rất khó. Lâm Tam Sinh nhìn hai người một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, mau chóng tìm được nhân thần quan, đi tiếp thu chúng thần chi lực. Như vậy chúng ta sẽ có thêm người giúp đỡ, còn có cả nhân gian pháp thuật giới cũng có hy vọng đánh thắng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, gật gật đầu. Mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình đi. Hắn đi lên đến trước Lương Châu Đỉnh, từ từ nhìn từ trên xuống một cái đại đỉnh miệng thanh đồng, liền quay sang hỏi Đạo Phong. Người dự định làm như thế nào với nó? Ta bắt chết Quỷ Vương,
tế luyện nó thành pháp khí của mình. Đoàn người trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại tràn đầy chờ mong. Tranh tử hưng phấn: Phong thần nếu như có thể tế luyện nó, khẳng định là sẽ có thu hoạch, giống như là luân hồi chi lực sẽ đáng sợ. Trước hết ta muốn thử một chút, còn thành công hay không ta còn chưa biết. Chương 3421: Quay về Tu Di Sơn. Mặc dù chưa có thử, Đạo Phong cũng không biết. Chuyện này khẳng định là khó, cực kỳ khó. Dù sao mấy cái đại đỉnh vẫn còn tồn tại, nhưng tự cổ chí kim đến bây giờ cũng chưa từng có nghe ai nói tế luyện qua. Vô Cực Quỷ Vương là người đầu tiên. Thực lực của mình so với Vô Cực Quỷ Vương còn kém một bậc. Có thể thành công hay không thật sự là cũng chưa chắc. Đúng rồi, ở bên trong Phong Đô Thành ta nhớ còn có một cái đỉnh. Là cái đỉnh gì? À, Lương Châu Đỉnh. Còn có ở Nam Hải Tuyền Nhãn, có phải là lão đại cũng đã tế luyện thử? Tranh tử nhắc nhở. Ta cũng không muốn nói tới cái này, khẳng định nó đã sớm bị Vô Cực Quỷ Vương để ý rồi. Nếu như không có lấy đi, vậy chắc chắn là chúng ta cũng không thể đoạt được. Diệp Thiếu Dương trước đó lĩnh ngộ được thời gian quy tắc, hắn hiện tại có thể chỉ là lĩnh ngộ được một chút, còn nếu như khống chế thì chắc chắn là chưa thể được. Bất quá hắn không nhịn được tưởng tượng đến, nếu như loại lực lượng thời gian này có thể khống chế, vậy có phải là rất trâu bò hay không? Được rồi, có việc gì các người cứ gọi ta. Đạo Phong nói ngắn gọn một câu, xem như là lời tạm biệt. Hai tay ôm lấy Kinh Châu Đỉnh, thu nhỏ nó lại như là một cái lư hương. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thoáng ngạc nhiên, hỏi hắn làm sao mà làm được. Đạo Phong cũng không đáp. Đoàn người Dương Cung Tử cũng khoát tay áo đi theo Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương đi lên mấy bước hỏi: Liên quan đến chuyện nhân thần quan cùng cửu thiên huyền nữ, người cũng để ý tìm kiếm một chút. Đạo Phong quay đầu nhìn: Ý kiến gì? Chính là muốn người suy nghĩ đó. Chuyện mấu chốt người không nói làm sao ta biết. Đạo Phong trầm mặc một chút, hướng bên ngoài cửa, vừa đi vừa nói: Ta không có ý kiến gì cả, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì là nhân thần quan. Ta chỉ tin tưởng vào chính mình. Lời còn chưa hết, hắn đã đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương xông tới nhún nhún vai. Mọi người tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương lấy ra Huyền Tố Tú Cầu thật sự cho mọi người xem, sau đó đem chuyện phong ấn Sivu nói ra. Cả đoàn người đều kinh hãi không thôi. Tứ Bảo nghe vậy vỗ vỗ đùi: Ta có một kế, xin mời các vị lắng nghe. Ngô Gia Vị nói: Thôi, nói tiếng người đi. Ta có biện pháp, nói cho mọi người nghe một chút. Vô Cực Quỷ Vương này có phải là đem Minh Hà Lão Tổ thả ra, sau đó là kết minh hay sao? Vậy chúng ta có thể đem Sivu thả ra kết minh với chúng ta. Sivu thực lực so với Minh Hà Lão Tổ cũng không có kém, đương nhiên thuyết phục hắn như thế nào là một vấn đề, nhưng mọi người có thể suy nghĩ xem có biện pháp nào hay không. Không có cách nào cả. Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi mà nói: Thực lực của một cá nhân so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng không có biện pháp khống chế hắn. Coi như Sivu chịu đối phó với Vô Cực Quỷ Vương, thì đối với chúng ta mà nói cũng là đuổi một con sói đi, lại rước về một con hổ. Cái này tuyệt đối là không được. Mọi người thương lượng một trận, Lâm Tam Sinh ý tứ là vẫn muốn tìm ra nhân thần quan, sau đó sẽ đến Tu Di Sơn để tiếp thu chúng thần chi lực. Căn cứ vào hai câu thần dụ trước đó, nhân thần quan có thể là Trần Hiểu Húc. Lâm Tam Sinh bởi vậy nói với Diệp Thiếu Dương: Chúng ta không có nhiều thời gian, phải nắm chắc để cho Trần Hiểu Húc đến Tu Di Sơn thử một lần, liệu có phải là nó hay không, nhìn xem nó có thể tiếp nhận chúng thần chi lực hay không là biết. Diệp Thiếu Dương nói: Người nhìn hắn bây giờ đang bị cho thất điên bát đảo, coi như lĩnh ngộ được chúng thần chi lực, hơn phân nửa sẽ bị muội tử kia lừa gạt, đem thiên hạ đưa cho nàng đó. Nhưng chúng ta không có thời gian để chờ hắn trưởng thành.
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, lại đem thần dụ kia suy nghĩ lại một lần, thì thào nói: có phải nhân thần quán hay không? Thật đúng là khó nói. Ở nửa câu sau, cỏ cây sinh huy, tựa hồ cũng không liên quan gì đến hắn. Cho nên mới muốn thử một lần, nếu như không phải hắn, chúng ta tranh thủ thời gian tìm người khác. Bây giờ sao? Ngày đêm nay đi, càng sớm càng tốt. Nhưng lúc nãy ta vừa mới hạ lệnh để người ta trục xuất hắn khỏi môn phái. Lâm Tâm Sinh khoát tay: hai chuyện này không có liên quan đâu. Lại nói người cũng đâu có chủ tâm làm như vậy. Đúng đúng đó, ấy chỉ là để cho người ta trục xuất khỏi môn phái, rồi lại gọi người ta đến làm việc. Thật sự là sư tổ này cũng mất mặt đó. Hết cách, Diệp Thiếu Dương bảo Tô Khâm Trương gọi điện thoại báo cho Trần Hiểu Húc, bảo hắn không cần đi với bất kỳ ai. Gần đến bữa cơm tối, Trần Hiểu Húc tới. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn có chút lúng túng, đang nghĩ ngợi làm thế nào để hòa hoãn lại bầu không khí, thì Trần Hiểu Húc đã nói: sư tổ có chuyện gì trực tiếp phân phó? Diệp Thiếu Dương vậy là nói có chuyện liên quan đến nhân thần quan, nhưng không có nói huyền tố tú cầu giả. Ngay sau đó cũng nói ra tính toán của mình. Trần Hiểu Húc nghe liền nói: nhân thần quan không phải là cửu thiên huyền nữ tìm ra sao? Sau khi giác tỉnh mới có thể đến Tu Di Sơn để tiếp nhận chúng thần chi lực sao? Đó cũng chỉ là phỏng đoán. Dù sao ai cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Người nếm thử một chút, chúng ta đều cảm thấy chính là người đó. Trần Hiểu Húc hỏi tình huống của Tu Di Sơn. Sau đó hắn không chần chờ mà nói: nếu như ngay cả sư tổ cũng không lên được Tu Di Sơn, còn vậy không cần suy nghĩ nữa. Vậy xem người có phải hay không là nhân thần quan đã. Thử một chút rồi nói. Bọn Tử Văn Trường cũng khuyên: hắn là Diệp Thiếu Dương bảo tranh tử đến. Kỳ thật Diệp Thiếu Dương không tìm lão, lão cũng sẽ tự tới. Âm ty bây giờ cũng không có nhiều người để dựa vào lắm. Chuyện tu la giới phát sinh lớn như vậy, âm ty cũng muốn tìm người phân tích cục diện ở một chỗ, vì dự định của tương lai. Vừa vặn Diệp Thiếu Dương chủ động tìm, lúc này nghe kế hoạch của Diệp Thiếu Dương đương nhiên là ủng hộ. Nói là làm, đoàn người của Diệp Thiếu Dương mang theo Trần Hiểu Húc vượt qua hư không, đi vào quỷ vực. Sau đó Từ Văn Trường mang bọn họ một đường lẻn qua đến vô lượng giới. Ở trên đường Diệp Thiếu Dương nhớ tới, vừa đi vừa nói chuyện phiếm: âm thì có phải là không có người, làm sao đến đâu cũng đều là ông ra mặt vậy? 17 năm trước là ông, hiện tại vẫn là ông. Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười nói: không phải là ta thì là ai? Ai cũng có việc bận, ai cũng không rời được. Lão Thất Lão Bát muốn phải đi áp giải câu hồn, ngưu đầu mã diện nhị tướng phải duy trì trật tự, tất cả ty chủ tướng quân đều có việc của mình. Ai, chỉ có một mình ta là người không có chức vụ nhàn rỗi. Tứ Bảo nói: lời này không chính xác rồi, là người đủ cấp bậc thì rảnh rỗi, nếu không công tào và quỷ binh của âm ty đâu có chỉ ngàn vạn, tùy tiện mấy tên cũng không là vấn đề, chủ yếu là già rồi cũng sẽ không có lực. Được rồi được rồi, đừng có tâng bốc ta mà. Từ Văn Trường thở dài: âm ty bây giờ bị chiếm, rất nhanh sẽ sụp đổ. Thân phận địa vị nói trắng ra lúc đó cũng chỉ là tù nhân mà thôi. Đến linh giới, mọi người lập tức hướng Linh Sơn. Kết quả bởi vì có quá nhiều người, mới đầu có bao nhiêu đầu sóng từ bốn phương tám hướng đánh tới, đám người cùng một chỗ gian nan tiến lên chống cự. Đi đến một khoảng cách nhất định, thực sự là không có chống nổi, Diệp Thiếu Dương để đoàn người trước tiên lui ra ngoài. Lúc đầu hắn đã sớm biết dựa vào nhân số xông vào núi không có bất kỳ ưu thế nào, để cho bọn họ cùng một chỗ đi qua là để cảm thụ. Tương lai nói không chừng còn phải tới đó để duy trì. Liền tự mình đưa Trần Hiểu Húc tiếp tục đi về phía trước, sóng vai đi tới, hai người cùng ngăn chặn những cơn sóng lớn. Chư vị đại thần, lại là ta đây.
ta lần này đưa nhân thần quan tới. Nhân thần quan đó là các ngươi không biết hay sao? Chương 3422 Quay về Tu Di Sơn phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn những đầu sóng ở bên trên cao giọng kêu to những hình ảnh của chư thần, nhưng căn bản không ai để ý tới hắn. Sư tổ, con chưa chắc đã là nhân thần quan, dù sao con cũng cảm thấy mình không phải đâu. Người im miệng cho ta. Cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng của Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi không chịu nổi, chỉ có thể nghiến răng kiên trì. Lần này hắn trèo trống lâu một chút, nhịn đến chân nối, thực sự là không chịu nổi, dùng thân thể của mình đứng vững trên một đầu sóng, đem Trần Hiểu Húc ra sức đẩy lên, còn mình hôn mê rơi xuống nước, bị sóng cuốn ra bên ngoài. Bọn tứ bảo nhanh chóng kéo hắn qua, thấy hắn không có việc gì, liền hỏi Trần Hiểu Húc ra sao. Đã lên núi rồi, không biết. Đoàn người cùng nhìn qua, ngoại trừ ở phía trước là một đám sương mù mờ mịt, cũng không thấy cái gì cả. Trần Hiểu Húc ở trước mắt lại mở rộng. Sau khi lên núi, lực cản lập tức biến mất. Phóng mắt mà nhìn tới, nơi này là một thế giới kỳ diệu. Trước đó nhìn từ bên ngoài, nơi này tựa hồ như là một tòa thanh sơn phổ thông, nhưng thật sự leo lên, cảm giác như là đến một thời không khác. Ở bên trên núi này đều là những cây cối khổng lồ, từ cành lá đến thân cây đều lóe lên một loại đồng cổ, mà cái cây cũng giống như chưa từng thấy qua ở nhân gian. Ở giữa rừng cây bay lượn vô số như tinh phách, giống như những quang cầu, lớn nhỏ đều có, lớn thì to bằng nắm đấm, nhỏ thì như con ruồi, có một ít bám ở trên cây, có một ít bay múa đầy trời. Trần Hiểu Húc không nhịn được đưa tay chạm vào, kết quả cái đồ vật nho nhỏ này tựa như có ý thức tự chủ, lập tức vùng cánh bay mất. Cảm giác này tựa như lạc vào mộng ảo. Trần Hiểu Húc quay người nhìn lại, sương mù ở dưới núi đã bị che khuất. Diệp Thiếu Dương đã không nhìn thấy gì cả. Hắn nghĩ tiếp tục lên núi. Không có đường đi, nhưng khoảng cách rừng cây rất rộng, ở trên mặt đất lại đầy lá rụng, đạp lên giống như đạp lên lông thiên nga vậy. Trần Hiểu Húc hít sâu một hơi, vận khí, cảm giác trong lòng chấn động. Linh khí ở trên núi này nồng đậm đến như vậy, ít nhất là gấp 10 lần nhân gian. Không, phải gấp đến cả 100 lần. Không hổ danh là Tu Di Sơn. Trần Hiểu Húc mang một loại kính sợ, cùng tâm tình sùng kính, một đường lên núi. Chính mình nhẩm thời gian, đi được chừng 20 phút đã đến đỉnh núi. Sau đó thấy được một cái chuông, không đúng, là một cái đại đỉnh, giống như là Thanh Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh. Trần Hiểu Húc ngửa đầu nhìn, cảm nhận được một loại cảm giác uy nghiêm, tang thương. Nội tâm suy đoán, sợ rằng đây cũng là một trong cửu đỉnh, chỉ không biết là cái đỉnh nào. Trần Hiểu Húc dò xét ở bên dưới, chỉ thấy bên dưới cự đỉnh có rất nhiều văn tự, nhưng kiểu chữ quá nhỏ. Hắn thể văn ngôn cũng không có rõ lắm, căn bản là không nhìn rõ, đành từ bỏ. Nghĩ đến cái đại đỉnh này ở trên đỉnh núi Tu Di Sơn, nhất định là còn có nguyên nhân. Nhưng mà Trần Hiểu Húc vòng quanh bốn phía dạo một vòng, ngoại trừ cái miệng đại đỉnh này, đỉnh núi cũng không còn lại gì cả. Trần Hiểu Húc sững sờ nửa ngày, chỉ có đành cẩn thận quay lại bên dưới đại đỉnh. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, xem có phát hiện gì hay không. Vậy là thả người bay đến bên miệng đỉnh. Gặp thấy trong đỉnh có đồ án gì đó đặt được điêu khắc, liền dứt khoát nhảy xuống xem rõ ngọn ngành. Ở phía giữa đại đỉnh khắc một chút đồ án, quấn thành một vòng. Ở giữa có hai màu đen trắng lượn lờ, tựa hồ như có một cái lỗ thông hơi vậy. Trần Hiểu Húc trong lòng ngạc nhiên, nhìn qua bức vẽ kia giống như là chữ triện, nhưng viết vô cùng đơn giản, lại như là một loại ký hiệu nào đó, không lẽ là quẻ tượng. Trần Hiểu Húc cảm giác huyền diệu, không khỏi đưa tay chạm đến những ký hiệu đồ án kia. Đột nhiên, những ký hiệu này tất cả đều sáng rực lên, thả ra kim sắc và tử sắc quang mang, bay ở trên cái lồng thành một vòng, đem toàn bộ thân mình đều bao vây lại. Không biết vì điều gì, Trần Hiểu Húc cảm giác đang dò xét chính mình vậy, để cho hắn nhịn không được muốn lên máy bay cao tốc,
kiểm tra các chủng loại quét hình xong, trong lúc nhất thời có thể ở nguyên tại chỗ, không biết làm sao cho tốt. Hai luồng ánh sáng quét qua một trận, sau đó bắt đầu quấn lấy hắn, trên dưới kích động, dần dần tản mát ra ánh sáng chói mắt. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Trần Hiểu Húc đột nhiên giật mình, giống như từ trong mộng cảnh giật mình lại, phóng tầm mắt, nhìn tới. Mình đã không còn ở trong đại đỉnh, mà ở một cái miếu thờ đổ nát, trôi nổi ở giữa ngôi miếu, có thể trông thấy toàn cảnh của miếu, nhưng thấy ở trên mặt đất, đá xanh nứt vỡ, cỏ dại rậm rạp, ngói tàn phá, làm cho một phen cảnh tượng thất bại. Ở trước Đại Hùng Bảo Điện, trên đất trống, con nam nữ lão ấu mấy chục người đang đứng ở trong sân, trong tay đều bưng bát, từng người vẻ mặt xanh xao, nôn nóng nhìn qua Đại Hùng Bảo Điện. Trong đó có hai người đang nói chuyện, Trần Hiểu Húc nghe một hồi liền hiểu, thì ra đây là niên đại của chiến tranh, lại vượt qua thiên tai, nạn dân khắp nơi, cái này phải vào chùa. Ở chỗ này có cháo miễn phí, cứu tế nạn dân. Những người này chính là nạn dân ở phụ cận chạy tới đây để hút cháo. Trần Hiểu Húc cùng những nạn dân nhân này cùng nhau chờ. Một lát sau, ở bên trên bê ra một cái nồi lớn, mấy hòa thượng chào hỏi mọi người, bắt đầu đi lĩnh cháo. Có nạn dân đánh giá, hôm nay làm sao mà khó vậy. Mấy hòa thượng nói trong miếu cũng nghèo rớt mùng tơi, ngay cả bọn họ mỗi ngày cũng đồng dạng là ăn cháo cầm hơi qua ngày. Ăn xong cháo, nạn dân nói mấy lời cảm tạ rồi xuống núi. Đi lên mấy phía trước mấy căn phòng tàn phá, trong lòng không khỏi xen lẫn một chút phàn nàn, lầu bầu. Vừa rồi sư tổ muốn làm thiện nhân là hắn đi làm đó, tội gì lôi kéo chúng ta vào một chỗ. Đều để cho hắn kiếm tên tuổi đi, chúng ta cùng ở một chỗ, cùng nhau chịu khổ, ăn hoa màu đồ ăn vậy. Mấy tiểu sa di nhỏ giọng đi theo hỏa phụ họa. Lúc này ở bên trong có một người lớn tuổi ho khan một tiếng. Phương trưởng, bản thân hắn cũng từng ăn ở đây. Một câu nói, hai người nhìn nhau đều không có lên tiếng. Đúng lúc này ở trong Đại Hùng Bảo Điện, một hòa thượng đem chuông gõ để cho tất cả các viện ở trong sương phòng lấy ra tăng nhân. Sau khi mọi người đến đông đủ, một hòa thượng từ trong Đại Hùng Bảo Điện chậm rãi đi tới. Ở trên thân cả sa cũ nát, giống như là kỵ khăn kỳ cọ tắm rửa vậy. Nhìn qua, lưng còng, rất gầy, nhưng không biết vì sao. Theo cái nhìn của Trần Hiểu Húc, đó là lão hòa thượng này, nhìn mặt tựa như là trong video, bị đánh bóng gạch men. Hoặc là dường như, lão hòa thượng này cũng rất là gầy và nhỏ bé, chỉ có thể đại khái nhìn qua một chút, hình dáng của mặt mũi ra làm sao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.